anh em đang ngoài cái ông kia đó nha. Quá trời cá. Lấy nè. Nha. Cá cỡ này nè. Cỡ á, xèo xèo vô. Cả nhà thấy mùi thơm chưa? Cả nhà xem tiếp video nha. Dạ em chào cả nhà đang xem kênh Quỳ Thanh Châu Phú ạ. À. Chào cả nhà ơi. Thì hôm nay mấy cho con lại tiếp tục dân lưới đi cả nhà ơi. Dân hai tay lưới trên dòng kênh nhỏ bên Đồng Khánh Hòa cả nhà. À, bên này có chiếc xuồng, bên này mượn được chiếc xuồng cả nhà. Rồi bắt đầu đi dân lưới thôi mọi người. Ôi ôi cái lim kim. Quá trời luôn cả nhà. Lim kim. Mà lâu quá rồi mình không ăn khô cá lim kim hết chứ ha. Bây giờ tuyệt chủng luôn cái gì. Có nhái cá lim kim. Đây, bé Lùng đang bơi đây cả nhà. Qua cầu rồi cả nhà. Cả nhà thấy cảnh đồng quê mình tuyệt vời luôn. Không đẹp á. Con ngỗng gì đây ta? Trời đất ơi. Gian này có cầu gian đuổi hả? Cầu có dở được không? Ừ, ớt gì nữa. Rồi. Dịnh lại. Nó. Có cây cắm không ta? Nước quá trời lớn rồi, bỡ khó mò khó được. Rồi ba mình bắt đầu giăng lưới rồi nha. Tại cái kênh này sâu quá cả nhà, mình phải dùng xuồng. Bên đây là vườn xài nè cả nhà. Xài trái mới. Bánh bánh. Ngon rồi. Quá trời trái. Mà không dính chân đó gì. Dính chân luôn hả? Dính chân luôn. Yeah. 4,5 kg. Không ai dám ăn chân, lùng bán cho ông già tư ký nhiều lùng. Ký 50. Chữ là dính chân luôn cả nhà. Đây là độ dớn mà dính chân luôn. Tại đây hoang sơ, còn hoang sơ lắm cả nhà ơi. Bà con lên vườn rồi, lúc trước có lúa, bây giờ bà con lên vườn rồi, rừng rậm nó còn hoang sơ lắm. Bởi vì rắn rít nó còn nhiều. Rồi, dân lưới xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ mấy anh em sẽ ngồi nghỉ ngơi xíu, đi mò cá nữa cả nhà. Mò cá trên mấy cái hang trong cái lùm này nè. Con cá mới vừa ngấp bự dữ à. Có một tí hay gì đây. Qua bển lượm tao mò đây luôn. Anh em đang mò cá ở kia đó nha. Trước thì mới mò bắt được cá đầu kiến. Bá luôn cả nhà. Dắt cây kia bên đây thì cạn cả nhà ơi. Bởi vì anh em xuống mò cá trong hang á. Có cá lầu kiến, cá lóc, cá chê đồ. Cá lóc ra trước. Cá kiến. Kiến này hả? Hay ta? Quá bự hả? Ký lô cái gì? Chưa không phát hiện cá lầu kiến nữa thôi nha. Dạch lên nửa ký xỉu luôn á. Bữa nay trúng bánh cả nhà luôn. Vô. Cá già. Dữ lắm con cá chứ. Đi ra nhà xem chứ. Quá trời con cá. Trời báo luôn nha. Quá thế rồi. Cá kiến quá mạnh. Hả? Cá kiến. Mẹ rồi. Những cái này dính cá lên kiến không? Ồ, hai con luôn giục quá ha, tức rồi. Dữ lắm. Để đi. Này chú ba. Này chú ba đâu em? Trời ơi, cá kiến à. Con nào nó hết hồn à. Quá dữ. Quá thế.
con này ơi, con nào con ấy quá ú, yên tâm coi. Phá dữ à. Quá rồi cả nhà ơi. Má xuống xong nè. Đó. Cá đầu kiến là 4 con này có 2 kg luôn à. Cho mày. Mày mày. Cái tay chưa? Đây. Trời. Dữ lắm mà cá. Bỏ cho ông rộng đi. Lấy ông bỏ vô. Để đi hồi mình tí mình gỡ. Ở dằn xuống mà dính hàng cao kiếm rồi cả nhà. Đâu rồi. Trời. Thằng luôn, đi tới mình lên một cái. Con đã. Chưa có phát hiện con cá lục kiến nữa. Ít ra. Ít ra. Ở đây cá lục kiến cỡ này không rồi cả nhà. Ừ. Dữ lắm rồi. Vừa bò được cá nó cũng lùng. Không. Sư phụ lùng. Mày là sư phụ tao thôi. Đâu? Chính nè hả? Vô. Mấy người xuống lặng xíu rồi. Mấy cái nhà xem. Đó mới lặn xíu mà cỡ này cả nhà. Kéo cái mực bự không nha. Dính con đó cả nhà ơi. Im ha, cái kênh này săn bắt được im ha. Bự không chứ? Bự không? Bự. Đây cá đầu kiến bành bành không? Lồi nó ra cũng cả vấn đề. Ừ. Này một cá mực kìa. Con nào lấy nè. Đây nha. Hết hồn. Mày quên tiền bà lấy ngô tay không? Có. Ngô tay à thế? Có. Đưa ngô tay cho anh tặng. À chứ. Lấy 2, 1, 3 con. Là vừa lấy ngô tay không? Đầy đủ. Nó chế trò mà ăn đi. Rồi sau khi anh em săn bắt mò cá xong rồi cả nhà, bây giờ chuẩn bị tới chương trình đi thăm lưới thôi. Đây con đầu tiên của nhân lưới ngày hôm nay nha cả nhà. Đó, chính cá đầu kiến không? Con nào lấy đi. Quá trời là quẻ. Bá chà bá không? Này cá lục kiến bùi không ha? Ừ. Còn nửa cái lùn. Bơi lùi lên sao chứ? Nhưng cá lục kiến bự cũng ham nha cả nhà ơi, mà dễ tổn lưới lắm, gách lưới chừng. Lưới lùi gì dở vô từ từ đó. Tán cá đồ phi cá khí lùi đi. Khung cảnh này quá đẹp luôn. Xài giá cái ham quá trái luôn. Em cũng gần tới mùa xài rồi cả nhà. Quá bự. Nên nay trong lòng cũng nghi ngờ rồi cả nhà. Chỉ dính cái lầu kiến không quá. Nó. Cái phi cái nhà đâu? Chỗ dừng sảy ba. Ủa nó bự. Cái phi cái nhà.
Chà bá luôn. Trời ơi. Trước. Dính cà phê cái nửa ký lô vậy á. Nè, chà bá luôn nè. Dữ lắm, ngon à. Lâu lâu dính mấy con cá này mới đã chứ. Vô, vô. Đi đâu? Nó. Chà bá luôn. Cái này chiên xù có anh chán được ha. Nó ngon bằng cái đại tượng thôi. Thì thăm lứ dưới thì trước đang đi đuổi cá nha cả nhà. Đi nổi mà đi. Rồi tiếp tục thôi. Đó, dính cá kia nữa cả nhà. Sát sát bên không. Con nào nấy như cá lựa vậy đó, cá kiến ở đây. Sao cái đường gỡ luôn. Không biết đường gỡ thì một lỗ lớn. Ở đây dính cá đầu kiến mà bự gì cũng thấy ham lắm cả nhà. Nhưng mà lứ thì lủng lỗ 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 vậy. Không sao, này lứ mới mà. Con trên này xài quá, giờ cái xài trái nè. Một con nữa đây ơi. Bên đây nè, trái xài nè. Đó, chứ bắt được con cá nữa cả nhà. Đâu giờ lên trái nhà coi coi chứ. Đây cá lô kiến lựa không đó nha. 4 con ký, 4 con ký ơi. Nó năng nhiều chứ. Có gì? 2 con tí lô, 4 con lô gần ký. Đó. Cả nhà muốn ăn cá lô kiến thì liên hệ với kênh Hoài Thanh Cho Phú nha cả nhà ơi. Này bao cá lô kiến luôn. Bữa nay không hết, tức ra chợ bán bớt á. Quá nhiều rồi. Nãy là nãy giờ không là gần 5 kg cá lô kiến rồi cả nhà. Con nào nấy như lựa vậy đó. Bye bye. Tiếp tục thôi. Ban đầu banh cái lũng là lỗ 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 máu dính cá cha bự nữa. Ừ. Lưới này mà ra sông lớn văng cá cha dính gì nữa kìa, cho nó lên tim kìa. Ừ. Đây có cây dầm nhỏ nè. Con cà phê nữa coi. Đúng rồi, kiếm con cà phê ăn gì nữa, đủ ăn. Vậy nó ăn chua. À, nó ăn chua, con cà phê là cỡ đó, dài lắm dài nha. Em chưa? Cảnh đẹp quá cả nhà ơi. Đài cái một cái. Cái rồi tiếp tục thăm tay lưới thứ hai thôi cả nhà. Cho bây giờ mũ hả? Cho mũ dễ à. Mũ bơm lẻ. Quay cái cảnh cho cả nhà xem. Như cái đường nguyên sinh luôn. Đây đồng ruộng bà con khai thác dân cả nhà, nhưng mà như đường nguyên sinh luôn. Đã ăn cà phê cỡ nửa ký gì nữa. Giống con nãy là lụm được rồi. Về nấu nồi chua. Ăn được bữa cơm à. Sao chịu nổi với cảnh này được. Cả nhà có thấy cảnh quê hương của Hoài Thanh đẹp không cả nhà? Đây là Khánh Hòa Châu Phú của An Giang. Tuyệt vời luôn. Vô lưới này cách chứ. À, dính con bự bự không, với khúc kia dính hai con cá bự nãy dính rồi đó cả nhà, nhưng mà không gỡ. Đang tí cho nó mệt mình nó gỡ nó thôi, con mạnh quá nó vũ gách lưới hết trơn.
Lăn mạch lên đây ngồi thở nè nha. Cứ bị thôi, có thuốc quá. Đâu? Không bị ăn. Anh ơi. Ơi dòng sông phá thấy mua ghe mang nước đi nơi nào, có về quê anh ghé thăm đôi lần anh nhớ thương em nhiều. Bơi bằng tay mà. Muốn ghe nó sạch không? Muốn ghe đâu dặn đâu không? Trên đâu bán hai ừ. Chạy bữa hổm đâu đại ký ghê à, cái sạc á hả? Trên đó là sạc trắng hả? Dữ thằng ha. Bữa hổm dân nhỏ giờ chắc bị rồi. Cái sạc đó muối chiên được rồi ha. 3 tháng 2 ngay chỗ Mỹ Đức kìa. Thằng chỗ cua sen chạy xuống á. Cái đồng mà, cái đồng á sao hè mình chỗ nó khô kìa, chỗ đó cắm cầu ếch được không ta? Đồng nó lúa chín hết trơn đó. Không có luôn hả? Con phố làm mò hay lắm. Làm cắm đầu dính một lần 5 tới ký. Ghê vậy? Không thầy thầy đó không ha? Không mua đủ thuốc để dùng thuốc làm cắm. Thôi mấy đồ vật này đừng cắm thuốc nhiều quá, tổn thương. Sau này nó giống như là em nghĩ mình cắm thuốc á, nếu nó xảy đúng không? Là sinh sản thế hệ sau là giống như mình bị chất độc da cam vậy, nó bị ảnh hưởng. Thuốc của nó không à, thuốc cơm á. Rồi vô đó. Rồi tỏi. Chứ tưởng tưởng cắm thuốc kia thì sợ ảnh hưởng. Cắm thuốc ơi mỏi nó ngoài. Ừ. Bữa nào mình đi kéo cái lăng, chứ biết chỗ nào có cái lăng nhiều không ta? Còn cái lăng á, nhà này không thấy ai kéo cái lăng ha. Cái nhỏ gì? Luôn. Quá trời bự rồi. Đây, zoom lại cho cả nhà xem. Ba giờ lên cả nhà xem mà. Có ai nuôi hồ cá kiển không? Này bà Thanh gửi lên cho mấy con cá này nuôi nè. Này có con đêm đi sang đêm được ha lùng ha. Này sang đêm mơ sồn đi. Ừ. Dài dài chứ lùng không à. Mà từ từ có chĩa đi. Mình đi sang đêm, mình đi mấy cái này nè. Mấy lùng được cố gắng nằm nè. Đúng rồi. Chuột chứ nào. Đông rồi, đông mà chuột luôn. Dính cái này nặng nặng nè, thấy nặng lưới rồi đó. Ít ra, lưới này mà dính cá kiến này là né rồi lùng, quay coi. Đi bốn phân mà cá kiến cả nhà. Bốn phân mà dính cá lâu kiến ở cái này quá bự, cá này ăn vô cứng. Ừ, chắc lội luôn. Cứ dài con chỗ hầm quá. Ừ. Mà hầm nãy chứ chắc dân dính câu kiến mà dễ dính cái kiến bự không? Nhỏ có cái này ba. Cái kiến nó gì? Ừ. Ok. Hết đây đây bác. Dính cá kiến nữa cả nhà ơi. Trời ơi, lưới này mà dính cá cỡ này không. Cả nhà thấy bàn tay của ba em không chứ còn cá nào kiến. Quá trời quá đất. Nhớ tí luôn. Ở đây cá lâu kiến ngon ngon không vui. Ai muốn ăn cá lâu kiến liên hệ kênh nha. Ở đây là bao cá lâu kiến luôn cả nhà. Ai muốn ăn cá lâu kiến thì liên hệ kênh. Có nhiều chỗ cá lâu kiến này người ta mới ăn cả nhà. Thấy nó hình hài đáng sợ. Nhưng ở đây là món ăn ngon lắm. Nó ngon hơn thịt gà mình nhiều. Thịt nó dẻ mà nó thơm nữa. Nó còn sống thì mình lột da nó là nhìn nó ra thịt bò cả nhà, đó ao à. Ngon. Đây là cái lùm trứng cá. Mọi người đang ở dưới bóng mát của cây trứng cá này đây. Cây trứng cá này chắc mọc hoang không đúng không? Nó ai trồng đúng không?
cá sặc nó đẹp cái gì trắng nào dính anh cá sặc đó. Chứ Việt Nam mình ngày xưa làm gì có cá này, bây giờ tràn lan luôn. Xưa dính cá thì sợ chết mẹ bỏ chạy luôn, tại hình hài nó thấy ghê quá nha. Nào giờ có thấy không mà. Giờ ăn muốn tuyệt chủng luôn. Thì đó, mà người ta mình ngộ lắm, cái con gì không biết ăn thôi nha, biết ăn là cái con nó sắp tuyệt chủng rồi đó. Lưới lòng cá mình tông dính cá linh không ta, phải không? Mùi nước á. Ôi ơi, hai con luôn hả? Căng quá là cương nè. Lụm thêm con nó, con nào thấy bự bự không? Cá lò kiến nữa nha. Con nào nấy chà bá không? Nhậu ngự chắc mấy con rồi. Giỏi. Từ từ. Quá dữ con cá lóc. Con cá lò kiến chứ. À, chắc bằng con một. Con một là bá no à. Nó tới chiều luôn. Vậy là nãy giờ dính ngừng cái coffee đó hả? Đơn giản mà vui. Này cả nhà. Đâu là ba quay coi ba. Dính nè. Cá cỡ này nè, cái tay nè, bự hơn cái tay nữa. Nó còn kia đâu, dính hai con lượt mà. Hai con luôn hả? Đâu? Ờ, ở gần cả nhà. Quá ừ, quá im. Cái này ăn cá lau kiến trừ cơm cái nè, no dữ lắm no. Người chắc được hai con dữ lắm no rồi. Thôi cũng gần hết lưới rồi cả nhà ơi. Rồi hồi em lên quay thành quả cho cả nhà xem nha. Rồi về thôi cả nhà. Em lên quay thành quả cho cả nhà xem. Có cá kiến không? Kiến không à? Kiến không à? Đây, thành quả bữa nay đây cả nhà ơi. Đó. Cỡ cái chục ký cá lau kiến gì vậy? Xách không nổi luôn. Con nào lấy chà bá luôn cả nhà. Xách lên cho cả nhà xem luôn. Rồi. Rồi anh em chuẩn bị về đây cả nhà ơi. Cả nhà đón xem tiếp video nha. Để anh em về coi làm món gì ăn cả nhà. Rồi anh em mình cũng về nhà cả nhà ơi. Rồi trước mới làm xong cá lau kiến. Mới cá lau kiến này cả nhà. Có mưa có đau là bữa nay là mấy anh em sẽ là làm món là cá lau kiến nướng sa tế nha. Đây, đầu của sa tế mới mua. Đó. Cá lau kiến nướng sa tế. Món này cũng chạy như lần đầu luôn. Có gì hồi em chia sẻ cho cả nhà xem. Thì đây ăn quá là lạ luôn cả nhà. Nhưng mà cũng nghe nói dưới đây ta cũng ăn nhiều rồi. Đồng quê đó. Rau. Đây, tất cả đoạn rửa cả nhà, rửa rau. Giờ chứ đang rửa rau cả nhà. Đó. Cá này là mình lột da cho nha cả nhà. Đó. Lột da. Để hồi mình nướng mình quét lên, sa tế mình quét lên cả nhà. Đó. Dạ, sau khi cá xong rồi thì trước đang nướng cá cả nhà. Đó. Mình ướp với sa tế, sa tế tôm xong rồi mình để một chén này nữa mình quét cái nha, để mình quét đó. Quá thơm quá cả nhà. Mình lột da cá trơn cả nhà, xong mình xẻ mình cắt đường sống như vậy nè. Đó, là mình ướp là nó thấm hết. Đây, bé Lùng mình đang nghiên cứu. Đây là món ăn của cái bé Lùng này đây cả nhà. Thì em là lần tiên ăn món này luôn mà nghe nói cũng ngon như thịt heo cả nhà. Thịt heo ướp sa tế nướng nè. Còn đồ bếp đây đang nướng là trước. Đây dọn cá chân nè. Đó. Chén mướp huyền thoại luôn. Ở nhà thấy ngon cả nhà. Rồi trở lại thử ra trước. Nước nó nhiễu nhiễu.
mở nhiều nhiều vậy nè. Ôi ôi nó đã xèo xèo với mùi thịt nướng à. Đó. Quét lên nha, quét nha. Khô quét nha. Cả nhà thấy mùi thơm chưa? Dữ lắm thèm. Bên đây còn mới nữa nha. Đó, anh em ăn uống nướng này gai ăn cho đã bữa nay. Trong khi chờ đợi cá chín này cả nhà, anh em làm đi cái ngọt. Đó. Vô luôn. Vô em. Vô. Đó, lùm ngăn nướng cả nhà. Hai cá cũng chín rồi cả nhà ơi. Cũng tối luôn rồi, anh em mới bắt cái bóng đèn ở đây nè cả nhà. Đó. Chín rồi, gấp ra. Chuẩn bị ăn thôi cả nhà ơi. Còn mớ thì mình nướng lại, để lại nướng ghiêu ghiêu. Ăn tới đâu mình gấp ra tới đó cho nó nóng. Quá ngon rồi. Rồi mấy anh em mời cả nhà ăn cá lồng kiến nướng sa tế với anh em nha cả nhà. Vô. Đó. Đây có gỗ cao đây cả nhà. Đó, làm hiệu sớm giờ cũng chín rồi. Miếng cá lồng kiến ha. Không được rồi. Ngon. Ngọt. Ngon. Ăn miếng nha. Em mời cả nhà miếng cá lồng kiến. Mời cả nhà ăn miếng cá lồng kiến. Ngon lắm luôn. Không. Đã. Cả nhà có ăn món này nào chưa? Người nào ăn rồi em nói nha. Chứ món cá lồng kiến này là mình lột da ra mình nướng sa tế ăn đã lắm nha mọi người. Có gì không? Ngon tuyệt vời. Ngon tuyệt vời luôn. Ngon ăn gan ăn thịt bò á. Cay quá. Cay à? Cay quậy quậy lên, có đường chứ. Cay gì mới đã quá. Nó dìu cái miệng. Ăn đồ nướng mà phải cay vậy. Đừng vô. Quá ngon. Rồi anh em vô một cái. Mời cái nhà ly nước ngọt luôn nha, bữa nay anh em không nhậu cái nhà. Mời cái nhà ly nước ngọt. Quá im. Thì hộp sáng giờ mới có bữa cơm, anh em ăn cơm nha cả nhà. Ở này là mình chỉ ăn. Nó ngon lắm, ngon cái nhà. Có dịp ở nhà về Lô Kinh Hòa Thành Châu Phú sẽ có cá lô kiến nướng sa tế, em mời cả nhà. Cá này bắt cá bự không không? Này bắt cá bự không ở nhà? Thì sáng mà không có con nào. Ừ. Con cỡ tầm nửa ký có. Nhỏ nhất là cái 300-400 gram cả nhà. Lấy cao tới không chứ? Sớm. Đây dưa leo nè, có rau găm nè, có cải. Mình thích kẹp với rau găm. Cái này mình kẹp rau găm mà kẹp thêm miếng tía tô nữa cả nhà. Đó. Mình chấm nó. Chiều về làm hì hục cả ngày cả nhà. Xong rồi chiều về anh em quay quần bên nhau. Ăn uống xong rồi nghỉ ngơi. Ngày mai lại bắt đầu tiếp tục công việc thôi cả nhà. Hãy quay một ngày cho mau lắm cả nhà ơi. Mới đi giăng lưới đó. Giờ này tối hù. Anh em phải đi cái đèn sáng trưng nha. Để em sợ quay hình không rõ cho cả nhà xem. Quá ngon. Đâu bữa nay anh em đầu tư cái chai này cả nhà. Uống hết chai này mới được vô. Chai Mirinda hương gì đó. Hương soda kem. Ăn đi, ăn nhiều đi, ăn mạnh mạnh vô. Ăn đúng. Ăn uống rồi. Nè, mời em mời cả nhà nha. Ăn
còn để chén ăn có đã. Ừ. Gấp gấp cái cục nó ra luôn. Đây chén đi. Ừ. Dạ, ừ. Nhiều mà. Ăn cho đã thèm bữa. Này thứ gì vậy nội? Cả nhà miếng cá lau kiến cả nhà ư. Mời cả nhà. Hầm này quán dưới lái tí tô á, ăn đảm quá. Khi mình lặn hấp nó mệt đấy cả nhà. Mà thưởng thức được cái món ngon không? Không còn gì bàn cãi. Đúng lùng thiết kế cái món này đã chứ. Tại đây lần đầu mình em cũng ăn cá lau kiến nướng sa tế cả nhà. Mà nó ngon, nó chà ngon à. Không biết nói sao cái nhà. Dài ghê. Ừ, cá kiến nó dai kinh khủng. Đúng. Nó gấp mình cục đó nữa. Trời ơi. Cho đi, nó từng đấm thì nó nóng. Đúng rồi. Ăn cái này đã ăn miếng nghe luôn. Này ngon cái kiến rồi. Ừ. Con gãi vô làm mầm nữa. Này thơm nhậu ở nhà miếng rau kiến đó nha. Bữa nào mấy chà bá nội nói gì ngon cái bánh tráng đó ngon nữa. Ừ. Mới quên bánh tráng thì đó. Nhưng mà cái nhà cái lau kiến quán lá tía tô chị leo nha. Muốn tráng gối làm mắm chanh. Ừ. Ừ. Ngọt đây. Con gì bằng. Không có gì mà diễn đã được này. Đi quầy với cái nhà. Đồ đặt trên đồng không à. Mình đi bắt này con này con kia săn bắt vậy đó. Xong về là làm món ăn cả nhà. Nhân giả nói chung là bắt được cái gì làm cái đó. Chỉ có nước ngọt này kia mới mua ha. Còn là này kia là đậu bắt trên đồng hết chứ. Lạnh nó ngon, nó ấp cũng mệt ngủ và dữ. Cái này ngon hấp nữa luôn. Ừ. Ừ. Dạ vậy thôi. Anh em ăn uống hết như đây cả nhà. Còn miếng cá bên đây đang nướng. Ăn uống hết như đây. Xong rồi vô nghỉ ngơi. Mai bắt đầu hành trình đi săn bắt nữa cả nhà. Rồi hẹn lại cả nhà là những video tiếp theo nha. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.